Thưa quý vị, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Văn Bình, sinh năm 1999, trú tại thôn 1, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, thì vào ngày 9 tháng 2 năm 2014, Trần Văn Bình đang đứng tại khu nhà ở cũ của công nhân làm đường Hồ Chí Minh, thì thấy cháu gái ở cùng thôn đến nên nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục. Nhưng bị cháu gái phản ứng quyết liệt và sợ bị phát hiện nên Bình đã đánh cháu bé gái tử vong rồi về nhà. Tại phiên tòa, bị cáo Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong quá trình phạm tội, do bị cáo chưa đủ 16 tuổi và qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, thấy bị can Trần Văn Bình là đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội vì bị khuyết tật về trí tuệ. Kết thúc phiên tòa, căn cứ vào các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Bình 10 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 130 triệu đồng.